Thưa quý vị, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, cũng như phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và hướng về ngày kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày 29 tháng 3 năm 2022. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Một trong những hoạt động mang đậm nét riêng của phụ nữ Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua, đó chính là công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Rèn luyện bốn phẩm chất của phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Các cấp hội đã chủ động hưởng ứng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông như thành lập và sử dụng mạng xã hội nhằm tạo sự kết nối rộng rãi trong tổ chức hội. Đặc biệt hưởng ứng cuộc thi sáng tác về đề tài phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hội đã phối hợp với Hội Nhạc sĩ thành phố vận động sáng tác năm ca khúc qua đó góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Đà Nẵng. kỳ vọng hội liên hiệp phụ nữ thành phố phát động nhiều các mô hình, nhiều phong trào mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, à, đặc biệt là, là phù hợp với các điều kiện tình hình dịch Covid-19 à, để giúp cho chị em à, tham gia vào các tổ chức hội. Những nguyện vọng của chị em cũng chính là tiền đề, mục tiêu cho hội liên hiệp phụ nữ thành phố đặt ra những quyết tâm trong nhiệm kỳ mới đặc biệt là chăm lo tốt hơn đời sống chị em hội viên trên địa bàn thành phố. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò của các tầng lớp phụ nữ, kết nối, thúc đẩy, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tham gia và thù hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt vừa qua, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với tinh thần Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển. Trên cơ sở đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi cũng như những ý tưởng hành động cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 đề ra cũng như các chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố, của các cấp hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên trên địa bàn thành phố.